Rồi mình sẽ đi vào bài chánh định đó quý vị, cũng là một cái định nghĩa đầu tiên ha. Định nghĩa đầu tiên về chánh định. Chánh định đó mình nói đầy đủ phải là samadhi. Sama là chánh đó, samadhi là định, hoặc là samyak samadhi. Đây trong định nghĩa của Wikipedia hay định nghĩa của Phật học phổ thông ngắn gọn có đúng một câu thôi, đó là gì? Luyện tập để đạt được các cấp độ trong tứ thiền định. Hết rồi, nghe vậy sao hiểu đúng không? Hôm trước có Phật tử dễ thương lắm, có bác Phật tử nói là cô ơi con nghe bài giáo trình Phật học phổ thông của cô xong rồi con đi mua quyển sách về mà sao đọc con không hiểu gì hết trơn vậy, nhất là bác chánh đạo sao viết ngắn có mấy dòng vậy cô, vân vân. Đó đó là lý do tại sao mà mua sách rồi mình vẫn phải ngồi nghe pháp đó quý vị, tại vì nó khó thiệt mà, phải không? Rồi khó thì mình ráng nghe ha. Nếu mà cô chỉ đọc một cái định nghĩa như vậy chắc chắn quý vị sẽ không hiểu, vậy thì mình sẽ diễn đạt nó dài thêm một chút xíu ha. Ở trong đây tứ thiền định đây là một cái khái niệm mà mình phải có một bài giảng riêng. Tứ thiền bao gồm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Ngoài ra trong này á thì còn có trong cái chánh định này phải nói đủ là mình phải có cái cửu định, tức là cửu thứ đệ định. Đây là một cụm từ pháp số sau khi cô giảng hết loạt bài về thánh đệ, thánh tỳ kheo ni và những cận sự nữ thù thắng thời Đức Phật, cô sẽ lần lượt giảng qua các pháp số từ pháp số số 1 cho tới pháp số số 10 ha. Thì trong đó pháp số số 9 của mình đó là cửu thứ đệ định. Thì cửu thứ đệ định bao gồm gì? Ngoài cái tứ thiền như mình nói sẽ tiếp theo còn có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ và cuối cùng là diệt tận định. Đây là cửu thứ đệ định. Mình làm quen để tới bài pháp số mình được nghe thêm lại một lần nữa. Nói giản dị hơn tức là định là chúng ta tập trung tư tưởng vào một đối tượng để mình định tâm. Hôm cái bài tứ niệm xứ, bài thất giác chi, bài ngũ căn ngũ lực cô cũng có nói sơ qua cái việc mà niệm từ niệm đi vào định đúng không? Nếu mình ví dụ niệm như là một cái đốm nhang thì mình định giống như là một cái vòng tròn liên tục khi mình xoay cái đốm nhang đó, nghĩa là mình kéo dài được cái phần chánh niệm của mình bao lâu thì mình sẽ đi được vào trong cái định bao lâu. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái khái niệm có thể là rất mới đối với quý vị. Định ở đây trong chánh định thì trong sách Phật học phổ thông ghi chú giải cho mình phải gồm 3 yếu tố, nhớ nha. Yếu tố thứ nhất là thiện, yếu tố thứ hai là nhất tâm, yếu tố thứ ba là sử dụng chánh niệm để phát sinh trí tuệ, được chưa ạ? Lặp lại một lần nữa được không ạ? Thứ nhất, chánh định phải bao gồm thiện, nhất tâm và sử dụng chánh niệm để phát sinh trí tuệ. Thiện nhất tâm sử dụng chánh niệm để phát sinh trí tuệ, được không? Ba yếu tố này nha. Rồi vậy thì thiện là gì? Ở đây chúng ta biết tại sao chánh định phải bao gồm cái điều kiện đầu tiên đó là thiện, bởi vì mình biết rằng tất cả, không phải tất cả các định đều thiện. Cô lặp lại, không phải tất cả các định đều thiện. Vậy cho nên điều kiện để mình gọi là chánh định thì phải có chữ thiện ở trong này. Vì sao? Ví dụ như là một chú mèo mà đang chờ đợi để bắt mồi, mình có để ý thấy con mèo nó rình con chuột không? Thì tất cả cái tâm tư của nó tập trung vô con mồi đó, nó có sự chú tâm rất là mãnh liệt nhưng mà nó hoàn toàn không có thiện. Nó đang tính giết con chuột mà sao mà thiện được, phải không? Vậy thì cái chú tâm cao độ đi vào định này của con mèo nó có thiện không? Không có thiện. Tâm định thiện, ở đây mình nói lại, tâm định thiện hay còn gọi là chánh định thì không có tham, không có sân và không có si. Được không? Trong đời sống thường ngày chúng ta có thể sử dụng cái chú tâm cao độ vào một việc gì đó, ví dụ như là khi mình giải toán đúng không, mình chú tâm cao độ, hoặc là mình sửa xe mình cũng chú tâm cao độ, vẽ một bức tranh mình cũng chú tâm cao độ, hoặc là thậm chí những người nấu ăn á, mà khi mà họ chú tâm cao độ để làm ra món ăn ngon thì họ cũng có sự chú tâm cao độ trong đó. Giống như cô lúc mới vào chùa Hàng nè, khi mà sư bà cầm một cái dùi chuông để dạy cho mình thỉnh chuông trống bát nhã hoặc là thỉnh chuông đại thỉnh đại hồng chuông buổi sáng đó, gần như mình chú tâm hết sức cao độ luôn. Mình sợ mình thỉnh sai, mình sợ mình đọc sai nhịp, vân vân. Thì cái loại chú tâm này mình có thể
xem nó là thiện pháp nếu như nó được kích thích bởi cái ý nghĩ thiện, giống như là từ bi, là tình thương hoặc là bi mẫn vân vân, thì đây mình gọi có thể là cái định này là thiện pháp. Nhưng mà nếu nó sẽ trở thành bất thiện nếu xuất phát từ những trạng thái bất thiện như là tham, sân hay ác độc. Vậy thì cô nói lại, cái yếu tố đầu tiên của mình, điều kiện để vào chánh, gọi là chánh định, phải có thiện nha. Chứ nếu mà không có thiện mà chỉ có sự chú tâm cao độ, nếu như đây chú tâm cao độ phát sinh từ những trạng thái bất thiện như tham, sân, si hoặc là tâm ác đi, thì nó không thể là chánh định được. Ví dụ mình cũng nấu một món ăn ngon, nhưng mà sao để mình chứng tỏ cho người ta thấy tôi nè, tôi giỏi vậy nè, tôi nấu ngon hơn bà nè, đó thì cái tâm đó là mình là tâm gì, đâu phải tâm thiện đâu, đúng không nè. Hoặc là mình giải một bài toán nhưng để mình cạnh tranh, mình hơn thua cho biết mặt đó, thì những cái trạng thái đó thì không có thiện được ha. Thứ hai, yếu tố thứ hai đó là nhất tâm. Nhất tâm là sao? Nhất tâm tức là mình chánh niệm liên tục thân, tâm và hơi thở, ba yếu tố này phải đồng nhất với nhau thì nó mới có chánh, có cái sự nhất tâm được. Khi ngồi thiền cũng vậy, chỗ này nhất tâm thì cô nhắn tới thêm một cái ngồi thiền. Hôm qua có mấy chị em tư vấn với cô là cô ơi con ngồi thiền như nào, bạn con nói phải để chân phải lên, bạn kia nói để chân trái lên. Ô cái việc để chân phải hay chân trái lên, cái việc ngồi bán già hay kiết già nó không quan trọng đâu quý vị, mà nó quan trọng ở cái tư thế là mình thẳng lưng nè, cái hơi thở của mình cho đều nè, cho chánh niệm trong từng hơi thở nè, và cái ý của mình đó, đó mới là ba cái yếu tố mà cô hay nói, đúng không? Còn việc mình để chân phải hay chân trái lên, ngồi bán già hay kiết già, ngồi trên ghế hay ngồi trên bồ đoàn, cái này nó không quan trọng nha. Vậy cho nên ở đoạn này thì cô giảng thêm một chút xíu về thiền cho những người nào đang thực tập thiền ở nhà có thể tự giải tỏa được cái nghi của mình. Đó là khi mà mình ngồi thiền á, mà nếu mình đạt định khi có mặt của bất cứ cái chướng ngại nào thì đó cũng là bất thiện. Ví dụ mình đạt được định khi mà trải qua cái chướng ngại của hôn trầm và thủy miên, tức là cái việc mà hay ngủ gục, hay lơ mơ trong khi ngồi thiền, hay miên man trong cái dạng đó, không có được tỉnh giác và chánh niệm đó, thì có thể mình ở trong cái trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Thì cái trạng thái hôn trầm thủy miên nửa mê nửa tỉnh này thì mình sẽ mơ màng nghĩ tưởng đến những cái việc dễ chịu, mà đây không phải là định nha, đây không phải là chánh niệm, không phải là chánh định nha, mà mình nửa mê nửa tỉnh mơ màng nghĩ đến cái trạng thái những cái điều dễ chịu này. Sau đó mình tự ảo tưởng luôn, mình tự ảo tưởng rằng cái đó là mình đã ngộ được một cái gì lúc tọa thiền, mình có một cái cảm giác lân lân bay bỗng ánh sáng gì vân vân. Những cái này đó, đó gọi là si chứ không phải là thiện định, không phải là cái thiện ở trong định, không phải là cái định ở trong thiện. Cái này phải để ý cho kỹ. Với lại hai nữa, mình hành thiền khi tâm mình đang giận, đang hờn giận, đang bất an, đang căng thẳng, đang lo lắng, đang kiệt lực, cái này cũng là bất thiện định luôn, chú ý ha. Thì tại vì cái hành thiền của mình lúc đó đã sai rồi, mình đang giận, mình đang tức, mình đang bất an, mình chưa có điều được thân, chưa điều được hơi thở, chưa điều được tâm, mà mình cố mình nén mình tới giờ mình lên, thì cái thiền cái định này, cái thiền này cũng chưa có được ha. Thậm chí có khi mình còn bị tức ngực hoặc mình bị nhức đầu, tại vì mình dụng công thái quá, mình đã cố ép tâm trụ vào cái đối tượng thiền quán, mặc dù tâm mình đang rất sân hoặc đang rất bực, mình chưa có chuyển hóa được cái tâm này, mình chưa có xử lý được cái trạng thái tâm này, mà mình cố ép mình vô một cái đề tài thiền quán, thì mình sẽ dẫn tới có thể là nóng lên, có thể là tức ngực, có thể là khó thở, có thể là bị nhức đầu. Thì những người ngồi thiền á, phải cố gắng để ý những cái này mới là cái quan trọng. Chứ không phải là cái việc mà mình bắt cái chân phải lên trước hay cái chân trái lên trước là quan trọng đâu nha. Yếu tố thứ ba là mình sử dụng chánh niệm để phát sinh trí tuệ. Cái này nói rồi, niệm định tuệ luôn đi song hành cùng với nhau. Cái này nó giống như một cái kiềng ba chân vậy. Nó giống như là một cái vòng tròn như vậy. Cái này là điểm đầu của cái kia, đồng thời cũng là điểm cuối của cái kia. Nói cách khác, cái này vừa là nhân vừa là quả của cái kia. Cái này, cái kia nó tương tức với nhau. Ba cái này nó hỗ trợ cho nhau, nó tương duyên, tương thuộc lẫn nhau. Chứ không phải chỉ cái này đóng vai trò là nhân, cái kia đóng vai trò là quả. Quý vị đang hiểu cô nói gì không? Bởi vì nếu mình có cái tuệ mình phát sinh ra, có phải là lúc đó khi mình có trí tuệ thì cái nhìn của mình nó sáng suốt và trong lành, nó định tĩnh hơn không? Mình có cái nhìn sáng suốt, trong lành, định tĩnh thì có phải là cái niệm của mình, cái suy nghĩ, cái ý thức của mình nó
nó rõ ràng, nó đúng đắn, nó chánh giác trong từng cái niệm không? Thì khi cái đó nó được kéo dài mãi, có phải nó đưa mình vô định không? Mà khi mình càng định tĩnh, mình càng sáng trong, mình càng lắng được cái tâm thức của mình, có phải tuệ mình lại càng phát sanh không? Thì cái này nó là vừa đầu vừa cuối với nhau, vừa là nhân vừa là quả của nhau. Đoạn này nó rất là hay, nó giống như là một cái phần mà tuần hoàn mà rất là tốt đẹp lên, nếu mình ý thức từng chút một trong cái thời trong từng ngày của mình á, ấy là trong từng giờ sinh hoạt của mình á, chứ không phải chỉ có giờ nghe pháp hay giờ tụng kinh không. Cái này là quý vị ráng thực tập nha. Với lại cái người mà định thường là trong giới sinh định, nhân giới sinh định. Quý Phật tử có đọc kinh có thấy câu này không? Vì sao? Vì sao nhân giới mà sinh định? Tức là khi mình giữ giới, nghĩa là mình giữ các điều đạo đức là sao? Mình không có làm những việc mà tổn hại đến mình, đến người. Mình không làm những việc ác, gây bất an, gây đau khổ cho bản thân mình và cho người. Vậy có phải cái đời sống đạo đức này làm cho mình không có phải lo phiền, sầu muộn, không khổ tâm không? Mà cái không khổ tâm, sầu muộn, bất an, đau đớn này nó sẽ làm cho mình có một cái trạng thái gì? Cân bằng và tĩnh lặng. Thì cái trạng thái cân bằng tĩnh lặng trong sáng này nó làm cho trí tuệ của mình phát sinh. Trí tuệ phát sinh như cô nói, nó lại lặp lại cái vòng tuần hoàn rất tốt. Tức là niệm sẽ mình sẽ chánh niệm trong từng hành vi, từ đó mình tiếp tục nâng cao trí tuệ và cái định mình nó được sâu lắng hơn. À, chỗ này nó hay đúng không? Thì cái loại định này không dễ có được, có cả thiện, có cả nhất tâm và sử dụng chánh niệm để phát sinh trí tuệ là ba yếu tố mình cần thiết cho chánh định ha. À, cũng như là không giống các khả năng khác thì mình phải tu tập từng bước mới có được, chứ không phải cái này một ngày một bữa mà có được. Mình phải rèn luyện. Ban đầu mình rèn luyện thì mình phải ngồi tọa thiền, tức là ngồi thiền, hành thiền đó, những cái trạng thái mà dễ giúp cho mình mà có thể có được cái tỉnh giác trong từng hành vi. Nhưng mà sau này mình phát triển lên thì ăn cơm, uống nước, nói kinh, thuyết pháp, học bài, cái gì mình cũng là đang chánh niệm và chánh định được, thì cái đó mới là cái thật sự đúng đắn và nên huân tập cho mình ha. À, rồi vậy thì cô đã nói tới cái việc vừa là quả vừa là năng lực của sự hành trì chánh niệm ngay trong hiện tại này của phần chánh định rồi đúng không? À, nói thêm một chút xíu về chánh kiến, tại sao phải lôi chánh kiến vô đây? Quý vị biết chánh kiến và chánh tư duy là hai cái phần mà nó xuất hiện đầu tiên trong bát chánh đạo, tuy nhiên nó lại là cái phần rất quan trọng vì nó nằm trong tuệ. Bát chánh đạo cô nói nhiều bài trước đó, mình có thể chia thành giới, định, tuệ, tăng vô lậu học, trong đó chánh kiến và chánh tư duy thuộc phần tuệ. Vậy cho nên chánh kiến, chánh tư duy lúc nào nó cũng đi đầu và có cái vai trò vô cùng quan trọng, vì nếu không có cái chánh kiến này mình rất khó có được cái thiện, cái nhất tâm, cái chánh niệm để mà sinh ra chánh định. Thì ngược lại, khi mình có chánh định thì chánh định lại giúp cho cái chánh kiến này phát triển, hay mình nói cách khác hơn, chánh kiến chính là hoa trái của chánh định, vì nếu không có định thì sẽ không có tuệ được, đúng không? Tuệ ở đây không phải là một cái chuyện xa vời, cao xa gì đâu quý vị. Tuệ ngay trong lúc bây giờ tại đây, mình ý thức được mình đang làm gì, mình đang ngồi như thế nào, mình đang nói cái gì, mình đang ăn cơm, mình biết mình đang ăn cơm, ăn món gì, ngồi với ai, mình có mặt ngay trong giây phút này ở đây, thì cái đó là cái tuệ của mình đó. Cái biết vừa đủ của mình, cái vừa vặn nó của mình, không thái quá. Lúc nào cũng vậy đúng không? Phù du phù kích, tiếng Hàn có một cái câu tục ngữ đó là thái quá là bất cập luôn. À, tức là cái gì mình cũng phải vừa vặn, trung đạo, cái đó gọi là cái tuệ rồi đó. Vừa qua cô đã định nghĩa về chánh định, ba yếu tố, ba cái điều kiện cần thiết trong chánh định. Mình nắm được tới đây rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đến cái phần mà hơi khó một chút. Vậy thì cái tứ thiền ban đầu mình nói ở đây, đó là gì đây? À, cái tứ thiền mình nói ban đầu, thì bây giờ trước khi nói cái phần đó, cô có thêm một phần giới thiệu cái này để phục vụ giúp cho quý vị mà đang thực tập thiền ở nhà. Nhiều người muốn... À, nói chữ muốn có sự dục ở trong này thì nó cũng hơi ấy ha. Ví dụ mình muốn, thôi mình nói bình dân như vậy đi, khi mình muốn có định, khi mà mình ngồi thiền thì mình cần những cái điều kiện gì? Mình chú ý là trong cái thời gian mình ngồi thiền á, phải buông xả tất cả mọi ý nghĩ bám víu vào hoàn cảnh, vào tư tưởng, vào con người và các thói quen. Cái này nói thì đơn giản nhưng mà làm thì rất là khó, bởi vì nó gần như là một cái tập khí của mình rồi.
Khi mà mình bắt cái chân lên ngồi thiền một cái, bắt đầu mình nghĩ tới gia đình, tới bạn bè, quyến thuộc, lương bổng, thuế má, vân vân. Những chuyện mà mình tưởng là trước giờ mình không có nghĩ, sao mình vô ngồi thiền mình nghĩ vậy? Thật ra lúc nào trong đầu mình nó cũng lăng xăng như vậy, chỉ là mình không biết mình đang lăng xăng. Thì khi mình ngồi xuống lại, mình định tĩnh cái thân mình bắt đầu ngồi yên á, thì bắt đầu cái thấy của mình nó rõ ràng hơn. Thì lúc đó mình mới thấy trong đầu mình sao quá chừng quá sức thứ vậy. Thì mình phải tập cái này. Khi mà nó khởi lên thì thôi, biết vọng không theo, tới đó là bỏ xuống, dừng lại là được rồi, chứ đừng có để cho nó lôi mình đi luôn. Thì khi mà mình mà thiền á, mà mình tập cái thói quen mà để những cái tư tưởng, những cái vọng tưởng này mà nó lôi đi hoài á, không bao giờ vô trong định được ha. Trong cái thời gian ngồi thiền thì mình chỉ ngồi quán niệm thôi. Lúc đầu mà mình chưa có làm được thì thôi mình nương vào cái hơi thở vậy, mình tạm trú vào cái hơi thở ngay cái lỗ mũi ra vào, để cho mình giữ được cái sự chánh niệm tỉnh giác trong cái hơi thở của mình. Và thêm một cái trạng thái nữa là mình đừng có lo lắng bất an về những cái gì mà mình làm dang dở, hoặc những cái thứ mà mình đã làm sai. Dễ cái này lắm, buổi tối cả ngày mình đã có giao tiếp, đối duyên, tiếp cảnh rất là nhiều, cái tới tối về nhiều người vẫn than con không ngủ được, hoặc không ngồi thiền nghĩa là không an được, tụng kinh cũng không an được. Vì sao? Mình cứ lo lắng bất an về những cái việc mình làm ban ngày, những cái gì mình sai lầm mình lo lắng, hoặc cái gì mình làm chưa xong mình cứ ngồi mình lo như vậy, thì những cái này rất là không có hỗ trợ tốt cho mình đi vào định. Mình nhớ rằng quá khứ đã qua rồi, điều gì đã làm rồi thì không có thể sửa lại được, cho nên cái giờ ngồi thiền thì mình bảo đảm cái giờ ngồi thiền cho nó tốt. Mình muốn dễ dàng hơn nữa thì lúc trước cô hay chỉ quý vị là gì, thực hành thiền từ bi trước phải không? Mình quán từ bi trước, hoặc là mình nghĩ đến những điều mà nghĩ về tình thương yêu, nghĩ về cái gì nó đẹp, nó lành, nó dễ thương, để chi? Để mình cảm thấy dễ chịu, sảng khoái trước, thì mình có cái sự chú tâm vào, mình xả, mình gọi là mình buông lỏng. Giống như trước khi mình tập thể dục á, nặng á, thì mình có cái phần khởi động, thì cái phần khởi động này nó giúp cho mình có một cái trạng thái là thư thái dễ chịu, thì mình có thể dễ vào trong cái định được ha. Hoặc là mình nói cái chuyện mà giữ tâm ngay giây phút hiện tại, hoặc là kiên trì nỗ lực để giữ tâm không tán loạn á, thì có thể quý vị thấy khó, nhưng mà cô nói đó là cách diễn giải của cái việc mình trụ trên cái hơi thở, thử đi rồi mình sẽ để dễ dàng vào hơn ha. Khi mà mình bị những cái chướng ngại như là hôn trầm, thụy miên, trạo cử thì mình phải tập tập dần như hồi nãy nói rồi, không phải một ngày một bữa mà được, mà mình phải tập để cho mình khắc phục được những cái vấn đề này. Và khi mà mình đã chế ngự được á, thì mình hãy hướng tâm trở về cái đối tượng đã thiền quán, như là cái hơi thở. Ví dụ như mình đã chọn hơi thở thì mình hướng về hơi thở. Mỗi lần mà mình được thử vào trong định rồi, mình sẽ thấy rất là an lành, và cái điều này nó làm cho mình cảm thấy dễ dàng và hăng hái lên. Tức là nó mong manh, nó yếu ớt, nó ngắn ngủi tới cỡ nào, nhưng mà chủ yếu là bạn đã đừng cảm nhận được rồi, cảm nhận được, nếm thử được cái hương vị đó rồi, thì mình sẽ có cái động lực để mà mình cố gắng, mình tinh cần hơn, mình tinh tấn hơn trong cái việc mình thực tập này ha. Thì đó là một vài cái hướng dẫn thêm, gọi là những cái yếu tố khách quan, chủ quan, để cho mình có thể dễ dàng vào định khi mà mình thiền, mà bản thân cô có thể rút ra được cho khi mà mình thực tập cho chính bản thân mình. Và bây giờ mình sẽ chính thức bước vào cái nội dung thứ hai trong phần chánh định, đó là các tầng thiền định. Các tầng thiền định thì ở đây cô nói là củ thứ đệ định thì mình phải có một bài pháp riêng, chứ bây giờ giảng chung ở đây là nó sẽ rất là nhiều và khó. Thì ở trong cái nội dung này mình xin nói về tứ thiền thôi, như trong cái định nghĩa của chánh định từ ban đầu mình chia sẻ cùng với nhau. Thì tứ thiền bao gồm gì? Bao gồm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sơ thiền trong kinh Sa Môn Quả đoạn 75 đã định nghĩa như thế nào? Tỳ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc là do ly dục sanh với tầm với tứ. Ồ, nghe không hiểu gì luôn đó cô ơi. Mình mới nghe mà đúng không? Mình mới nghe thì mình phải lạ thôi, không sao hết trơn á. Mình nghe hồi rồi 10 lần mình cũng quen à, cho nên kệ nó đi. Giờ cô nói gì không hiểu cũng nghe 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 đại đi ha. Xong rồi thấy khó hiểu quá thì ráng viết vô, viết xuống nghe về học. Dạ có thể đó chị. Cho nên là nói cái việc mà ngồi thiền ở nhà là rất là ấy ha. Cô bữa trước ai ai hỏi cô trong trong base sẽ là con ngồi thiền một ngày 10 tiếng, là cô cũng nói liền là ở nhà mà một mình một ngày 10 tiếng là cũng nguy hiểm á. Khi mình đến trường thiền, mình đến trung tâm thiền có sự hướng dẫn của quý thầy á,
quý thiền sư mà chuyên môn á thì mình còn làm vậy được, chứ còn mình ở nhà rồi cơm nước lau dọn con cái rồi mình không lo gì như sao mà mình ngồi 10 tiếng như vậy, người nhà cũng sẽ hơi phiền á, chứ không phải không đâu. Chứ hai nữa là mình mà dụng công như vậy mà dụng công không đúng cách á, nó sẽ dẫn đến những cái tác dụng phụ như là ngồi sai tư thế thì sẽ dễ dẫn đến những cái bệnh về xương khớp. Hơi thở mà không đúng, không điều tiết tốt á, thì sẽ tức ngực, khó thở, nóng nảy ha. Nên cái việc thiền nó cũng khá là cần phải có sự hướng dẫn nha. Mấy Phật tử hỏi câu này là đúng rồi. Rồi cô nói tiếp, cái phần sơ thiền nghe định nghĩa khó quá đi đúng không? Rồi mình nói một cách đơn giản mà người ta hay nói về thiền, sơ thiền đó là ly dục sinh hỷ. Nghĩa là sao? Tức là đạt được sơ thiền thì tâm mình phải không còn chướng ngại và thiết lập được thiện định. Mình nhớ cái chữ thiện, cái thiện trong định này rất là quan trọng, đi xuyên suốt nha. Sau đó là năm yếu tố thiền chi phải có mặt, đó là gì? Tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Năm cái thiền chi này có thể phát khởi cùng lúc, có thể phát khởi đơn độc, tùy theo những điều kiện khác nhau. Ví dụ như là khi mà mình không có sân á, thì cái lạc của mình nó phát sinh. Khi cái hôn trầm của mình qua đi á, thì cái tầm có thể phát sinh. Khi trạo hối không có mặt thì mình sẽ có cái hỷ. Và bất cứ cái giây phút nào mình có cái thiện định thì hỷ sẽ phát sinh do cái sự vắng mặt của năm chướng ngại. Và đây, khi mà một trong năm cái thiện chi thì có mặt thì mình sẽ có một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Nếu mà ai đã từng thử nếm trải vào cái này thì sẽ cảm thấy là không có còn cái hứng thú gì đối với những cái dục lạc ở bên ngoài nữa, bởi vì cái niềm vui trong cái định nó mang lại nó gấp nhiều lần với lại những cái dục lạc ở thế gian. Không còn ham chơi, ham dục, ham yêu, ham nhiều thứ nhiều nữa. Thì cái người mà đã được vào dòng pháp, nếm được cái vị ngọt, cái pháp lạc rồi á, thì người đó sẽ hiểu là những cái dục ở ngoài thế gian mình khát ái, mình mong cầu, thật ra nó rất là không có giá trị và ý nghĩa lắm đâu ha. Nhưng mà cái chỗ này thì mình phải phân biệt giữa cái lạc với lại cái sự hưng phấn. Ở đây cái lạc là cái hỷ lạc trong tu thiền, nó khác với cái sự hưng phấn nha. Ví dụ như mình trúng số độc đắc, tự nhiên mình sẽ phấn khởi bằng la hét nhảy múa, ôi yeah đúng không? Cái ôm, thậm chí có người ôm nhau rồi khóc rồi cười rồi chảy nước mắt luôn. Thì những cái người đó có thể nghĩ là trời, mình thiệt là vui, mình thiệt là hỷ lạc, nhưng thật ra cái này không phải. Cái cảm giác này á, đây không phải là lạc thật sự mà đó chỉ là cái sự phấn khích thôi. Khi an lạc thật sự phát sinh á thì niềm hưng phấn này nó phải biến mất. Mà cái lạc ở trong định này phải là một cái lạc cảm giác thư giãn và bình an, chứ không phải là cái sự phấn khích, cái sự hưng phấn, excitement, cái này không phải. Mà nó sẽ là cái sự happiness, là cái sự hạnh phúc, thư giãn, bình an ha. Cái sự an lạc này nó mới đưa đến cho mình cái định tĩnh. Tức là khi mà tâm mình nó trầm lắng rồi, nghĩa là cái cảm giác vui này nó đầm thắm, nó sâu lắng, nó định tĩnh. Như vậy thì mình mới có thể đi vào các cái tầng thiền sau. Trong sơ thiền á, mình tâm mình có được những cái đặc tính mãnh liệt. Sau đây thứ nhất là xả, cô nói hoài về cái chữ này đúng không? Đây là một cái trạng thái gì? Không sân không si, không bị giao trao qua trao lại, nó rất là cân bằng, không khó chịu cũng không dễ chịu. Thứ hai là thanh tịnh, nghĩa là sao? Mình không quan tâm đến bất cứ cái điều gì như là chính trị, tình yêu, bực bội, tức tối, tham ái, vân vân. Thứ ba là nhất tâm. Và mình có thêm một cái gì ạ? Tinh tấn, quyết định, năng lực và chú tâm. Đã nói rồi, khi mình đã có được một cái sự an lạc, nếm được cái pháp lạc trong định rồi, trong thiền rồi đó, mình sẽ có một cái động lực, mình sẽ có một cái niềm vui. Nó sẽ là một cái động cơ để cho cái tinh tấn của mình nó phát sanh thêm. Tức là cái gì trong tinh tấn mình có gì? Những cái điều thiện đã phát sanh thì mình làm cho nó sanh khởi tốt lên. Thì chỗ này chính là ứng với cái câu này đây. Tâm định trú trong chính nó thì nó sẽ tạo ra một cái nội lực rất là mạnh mẽ cho mình, gọi là inner power. Nó sẽ mạnh mẽ, nó sẽ đầy đặn nội tâm của mình, gọi là công phu của mình nó dày thêm một chút xíu ha. Và sau đó thì mình sẽ đi vào nhị thiền. Nhị thiền thì quý ngài, cái này là lặp lại lời của quý ngài cho thôi, chứ cô chưa đạt tới cái trạng thái này đâu, thì mình nói theo sách giáo khoa thôi đó quý vị, cho nên quý vị cũng thông cảm ha.
Ở đây quý ngài cũng có khuyên mình là không phải mà đạt sơ thiền rồi thì mình sẽ qua nhị thiền ngay đâu, bởi vì như vậy giống như mình chưa quen với cánh đồng này, mình đã đi sang cánh đồng khác thì mình sẽ bị lạc đường mà không biết đường trở về. Có khi mình không vào nhị thiền được mà mình vào lại sơ thiền cũng rất là khó. Vậy thì mình phải tập thuần thục cho sơ thiền rồi mình mới vào nhị thiền. Nhị thiền được gọi là định sinh hỷ lạc, nghĩa là mình phải bỏ tầm và tứ đi, không quan tâm đến tầm và tứ nữa. Cái làm sao mà mình không quan tâm đến tầm và tứ? Tức là mình thực hiện nhiều cái khóa thiền. Thì khi mình mà vào sơ thiền được nhiều lần, vào ra tự tại rồi, thì mỗi lần chứng thiền lại thấy bớt quan tâm đến tầm và tứ một chút. Thì trong cái lần nào đó, khi mà mình đã thuần thục rồi, thì mình hoàn toàn bỏ được hai cái yếu tố này, không chú tâm đến nó nữa, mà mình đánh mất cái hứng thú với nó luôn. Thì ngay cái giây phút này xảy ra mất tầm, mất tứ, thì lúc đó hai cái thiền chi này nó biến mất, thì mình đã vào được tầng thiền thứ hai, đó là nhị thiền. Thì khi mà không có tầm, không có tứ thì trong nhị thiền thì không còn có những cái suy nghĩ khiến tâm mình bị quấy nhiễu và cản trở sự nhất tâm nữa. Các thiền chi còn lại đó là nhất tâm, hỷ và lạc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Hỷ và lạc trong nhị thiền á thì nó vi tế hơn, tức là nó không có dựa vào tâm cảm thấy tự tại vì loại trừ được các chướng ngại, nó không có tâm có tứ mà. Cho nên hỷ lạc này giờ nó dựa trên cái định, một cái cảm giác nó tự tin, nó mới mẻ do cái thành quả đạt được cái lúc này. Thì tự tin vào cái năng lực tiến bộ của mình, tự tin vào cái phương pháp và tự tin vào cái giáo lý của Đức Phật, thì cái định này nó tăng thêm cái sức mạnh, và mình gọi cái chỗ này đó là định sinh hỷ lạc. Cái định của mình nó đã vững chãi hơn một chút và mình cái hỷ lạc nó mạnh mẽ hơn một chút ở chỗ này trong nhị thiền. Và tiếp theo đó là tầng thiền gọi là tam thiền. Tam thiền thì người ta khái quát là ly hỷ diệu lạc, hay có người còn gọi là xả niệm lạc trú. Là sao? Tức là cái hoan hỷ khi mà mình cảm nhận được nhị thiền á thì nó rất là mới mẻ, tuyệt vời. Tuy nhiên nó lặp đi lặp lại thì cái niềm vui, cái mới mẻ này nó dần dần giảm dần đi và bắt đầu mình lơ là với nó, thì cái thiền hỷ này nó bớt, tức là ly hỷ, tức là ngay cả cái niềm vui trong cái việc mình hưởng được cái pháp lạc đó thì mình cũng dần dần bỏ đi, qua đi. Khi mà cái hỷ này rời khỏi tâm thì mình ta chứng được tam thiền. Thì chỗ này còn lại giả xả và định, thì xả và định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này làm sao cho chánh niệm của mình trở nên vững chãi hơn và tâm mình lúc này tràn ngập một cái mức độ gọi là sâu xa vi tế trong cái tĩnh lặng của mình. Ở trong kinh Đức Phật diễn tả như này, ví dụ như nghĩ đến một hồ đầy hoa lục bình nở trong nước, những bông hoa này đã sinh ra trong nước, sống dưới nước và được nuôi dưỡng bởi độ sâu của nước, chúng hoàn toàn thấm đẫm nước bên trong cũng như bên ngoài, mọi tế bào của chúng đã chứa đầy nước. Đức Phật ví dụ như bông hoa lục bình sao? Sinh ra trong nước, thấm đẫm nước, được nuôi dưỡng bởi độ sâu của nước, thì toàn thân nó thấm đẫm nước bên trong cũng như bên ngoài mọi tế bào. Cũng vậy, khi đạt đến tầng thiền thứ ba thì thân ta hoàn toàn thấm đẫm và tràn ngập cái an lạc. Ở chỗ này mình không còn cái hỷ lạc kia, cái hỷ kia nữa, mà cái niềm vui này nó thấm đẫm, nó ngập tràn, nó vi tế, nó sâu xa, nó thuần vị. Giống như một cái sự di chuyển của dòng suối tươi mát đổ vào hồ. Đây là trong kinh Đức Phật mô tả cho mình ha. Ở đây tâm lạc nó có đặc tính của sự tĩnh lặng hơn, bởi vì sao? Bởi vì nó đã tràn ngập cái thân tâm rồi, không cần các yếu tố bên ngoài nữa. Rồi mình đến cái phần cuối đó là tứ thiền. Tứ thiền hay còn gọi là xả niệm thanh tịnh, tức là giống như các lần trước thì chúng ta phải lặp lại tầng thiền định thứ ba nhiều lần. Tức là khi mình chứng được một cái thiền rồi, mình không có đi tiếp, mình sẽ lặp đi lặp lại cho tới khi thuần thục, cho đến khi mà đến cái tứ thiền này, cả cái lạc cuối cùng trên cái tam thiền đó mình cũng bỏ đi, thì cái lạc qua đi thì lúc này chỉ còn duy một cái tâm chánh niệm song sáng trong tĩnh lặng. Cái này là sự có mặt hoàn toàn của xả, là cảm giác không khổ không lạc, một sự cân bằng hoàn hảo. Và đây mình sẽ thấy rằng cái chánh niệm và xả này nó còn thanh tịnh hơn cả cái lạc ở trên kia nữa, đúng không? Mình hoàn toàn buông bỏ được cái lạc đó thì mình mới chứng vào được cái định thứ tư, mình gọi là tứ thiền. Là thật ra ở trong tam thiền có xả đó quý vị, nhưng mà ta không có buông được lạc, cho nên cái xả chưa có đủ mạnh để mình thanh lọc được cái chánh niệm. Còn tới cái tứ thiền này thì mình bỏ luôn cái lạc thì cái xả nó mạnh mẽ lên ha, tâm mình hoàn toàn lắng động, an tĩnh và vững chãi. Ở đây thì mình thấy là tới tầng thiền thứ tư là sao? Tất cả các trạng thái tâm tiêu cực đã bị chế ngự hoàn toàn,
và chỗ này hành giả tâm không còn bị lay động nữa, tâm trong sáng rõ ràng bao phủ toàn thân giống như một tấm vải trắng sạch mềm mại. Này là kinh mô tả chứ còn chưa cô mới cảm nhận được cái này. Không biết Phật tử ráng lấy đó để làm kim chỉ nam, giống như lời Phật dạy là cái kim chỉ nam cho mình tu thêm để mình cảm nhận được cái này ha. Thì quý ngài nói là khi mà mình đạt đến tứ thiền á, thì những cái xả niệm thanh tịnh này á, làm cho mình định tĩnh vững chãi tới mức mà những cái mà gió lạnh nóng côn trùng, những cái yếu tố bên ngoài vân vân nó không tác động được với mình nữa. Là những người mà trụ trong tứ thiền thì sẽ tự có một cái định tĩnh, cái nội lực, cái sức mạnh giống như thiền diệt vi thực, tự mình làm đầy đặn sung mãn cho riêng mình ha. Khi tâm tư mình trong sạch rõ ràng thì không có gì để cho mình bám víu vào cái sân hận nữa, thì dĩ nhiên chỗ này mình rất là an lành. Tâm duy trì được trạng thái xả ly. Cô hôm trước trong tứ vô lượng tâm cô cũng nói rồi đúng không, tâm xả rất là khó trụ là chỗ này, bởi vì mình trụ được tâm xả là mình đã tới đây rồi đó, tới tứ thiền rồi đó quý vị, thấy không đơn giản đúng không? Chỗ này mình đã hiểu được sức mạnh của định chưa? Tâm mình cũng được củng cố trở nên trong sạch rõ ràng, thoát khỏi chướng ngại và vững chãi đúng không? Tâm mình nhu nhuyến nhưng mà nó bình tĩnh, mạnh mẽ và sắc bén trong cái nhiệm vụ quan trọng nhất của nó. Khi mình chú tâm cái định đó vào một đối tượng thì mình sẽ thấy nó như nó thực tế đang là. Chỗ này là cái từ đầu mình nói cho đến bây giờ. Thấy rõ các pháp như nó đang là, chứ không gắn thêm những cái yếu tố chủ quan, những cái suy nghĩ của mình nữa ha. Vậy thì ở đây cô tóm lược lại về chánh định. Ồ, vậy mà thời gian đi nhanh quá. Mọi người còn nghe không hay ngủ hết rồi ạ? Nãy giờ mình vô tứ thiền nhưng mình lên tới ngũ thiền luôn rồi phải không? Mình đi ngủ luôn rồi phải không ạ? Ở bên này các anh chị em Phật tử không có rành công nghệ đó, cho nên vô Zoom á, quý Phật tử không có biết đường vô ra. Thành ra quý Phật tử rất là thích vào Facebook để mà coi livestream. Nhưng mà hôm nay cô không có like trên Facebook, chắc nhiều người buồn lắm. Nãy giờ có mấy vị nhắn tin riêng Cacao Talk nè, thấy thương ghê luôn á. Giờ không biết làm sao luôn á quý vị. Thôi mình ráng đi ha, mình ráng mai mốt mà mình có chùa á, rồi phụng sự viên về đông hơn, có điều kiện hơn á, thì không có người này thì có người khác, để mình bảo đảm duy trì cái việc mà mình livestream cũng như là cái việc mà mình học cho nó tốt. Chứ tại vì ở đây các anh chị em lao động, các cô dâu nhiều á, rồi không có quen với cái máy móc, cho nên á là học online. Nhiều người rất là muốn vô coi, nhiều người cứ nhắn cho tin cô là sao con vô không được, cô con vô không được, thấy thương lắm mà giờ không biết sao mà giúp luôn. Thôi mình ráng ha, trong cái khó khăn như vậy từ bùn sen nở, mình ráng cầu nguyện nhất tâm. Mình có tịnh tài thì mình cúng tịnh tài, mình có tịnh lực thì mình góp cái tịnh lực của mình, rồi có công sức thì góp công sức. Mình không có công sức, không có thời gian, không có tịnh tài để giúp phụ đạo tràng, thì mình có gì ạ? Có lời chú nguyện, mình gia tâm, mình hồi hướng, mình cầu nguyện cho cái Phật sự của mình sớm viên thành, để mình lợi lạc được đạo pháp và quần sanh, để hồi hướng cái công đức này cho tất cả chung mọi người sớm thành Phật quả ha. Cho nên cùng cầu nguyện với đạo tràng, như vậy cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết cho đạo tràng mình ngay lúc này, đúng không ạ? Dịch bệnh đã khó khăn rồi, thiên tai bão lũ rồi, còn ở Hàn Quốc là còn gì ạ? Cháy nổ, cháy rừng, cháy chung cư rất là nhiều đúng không? Năm nay là một năm Hàn Quốc gặp rất là nhiều thiên tai, dịch bệnh. Nên là việc Phật tử Việt Nam mình cũng khó khăn dữ lắm. Thấy Phật tử không có vô Zoom học được mà nhắn tin riêng cô cũng thấy thương đó. Mà học cái bài khó nữa đúng không? Rồi thôi mình đi kết thúc đi cho nhanh ha. Rồi, gần 11 giờ rồi, cô kết thúc lại, chốt lại cái phần chánh định chút xíu rồi mình nghỉ nha. Để mình tóm lược về chánh định là sao? Những cái điểm chính yếu để đạt được hạnh phúc qua chánh định, tức là bây giờ mình nói lại, chánh định có 3 đặc điểm gì? Giờ phải thuộc cái này nè: thiện, nhất tâm và sao? Nó vận hành cùng với chánh niệm. Thứ hai, Đức Phật dạy cho chúng ta một cái phương pháp tu tập là gì? Dần dần từng bước để đạt được chánh định, chứ không phải một phát mà vào ngay được, mà mình phải luyện tập dần. Cái việc thực tập thiền định của mình là phải diễn ra liên tục, thường xuyên. Ban đầu là trong giờ ngồi thiền, sau là trong tất cả những cái cử chỉ, lời nói, hành vi, đi đứng nằm ngồi, tiểu oai nghi của mình là đều phải có. Rồi,
Cái thiện định là cái loại định phải giải thoát ta khỏi được tham sân si, chứ còn cái chú tâm cao độ mà còn tham còn sân còn si còn với cái động cơ ác độc thì không phải là cái thiện định được ha. Khi mà mình vào định được có nghĩa là mình đã loại trừ được cái năm chướng ngại, và khi mà mình phát triển được cái chánh định này thì trước hết mình phải thực hành cái thiện định bằng cách chế ngự các cái chướng ngại đó trước, đúng không? Trong cái bài thất giác chi cô chỉ rất kỹ cái đoạn này, quý Phật tử làm ơn chịu khó nghe lại bài thất giác chi nhiều lần nha. Thì thất giác chi là chỉ cho những người mà hoàn toàn không có chế ngự được triền cái trảo hối hôn trầm như nào á thì phải bắt đầu từ đâu. Trong bài đó cô giảng rất là kỹ ha. Thì sau khi mình đã thực hành thiện định được một thời gian rồi á thì cái hơi thở của mình nó trở nên vi tế, thậm chí không nghe cái hơi thở của mình luôn. Hồi đó cô đi thực tập thiền 10 ngày có một cái cô Phật tử mà cổ nói là cái hơi thở của cổ dường như là có thể dừng lại được, không nghe một cái gì, và cổ cảm nhận được những cái cảm xúc ở trên da của cổ nhắm mắt lại mà nó vi tế, nó như một cái dây đàn thảy lên luôn đó quý vị. Rồi người ta chỉ là Phật tử tại gia thôi mà người ta có một cái công phu cũng rất là vững chãi ha. Rồi thì khi mà mình thôi bây giờ đừng có lặp lại tứ thiền nữa, nghe nó mệt lắm đúng không? Rồi những cái yếu tố như nãy để mình có thể phát sanh chánh định. Rồi khi mà mình đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nghe lại bên trên nha, cô không có lặp đi lặp lại. Và cuối cùng là mình nhớ là mình phải trụ được trong cái tâm xả, tức là không còn hỷ, không còn lạc, không còn tầm, không còn tứ, không còn những cái đó, thì mình mới có cái nội lực, cái định tĩnh, cái vững chãi, cái sáng trong. Và điều này nó là hoa trái cho chánh kiến, nó là tương tức cho chánh kiến, nó mở cho mình thêm một cái trí tuệ rất là lớn nữa. Vậy thì mình có chánh định thì giúp mình làm cái gì? Đoạn trừ được những cái bất thiện pháp, những cái ác pháp, và mình khởi được cái thiện tâm. Bởi vì trước khi mình vào chánh định mình phải thực tập gì ạ? Thiện định đúng không? Và nếu mình có chánh định thì mình đoạn trừ được loạn niệm, có nhất tâm, có trí tuệ, có giới, có sáng trong trong lòng mình. Vậy cho nên Đức Phật mới tổng kết bằng 4 câu: khi xuất chạm việc đời, tâm không động, không sầu, không uế nhiễm, an ổn là điềm lành tối thượng. Được chưa? Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, không uế nhiễm, an ổn là điềm lành tối thượng. Đây là cái câu mà mình có thể. Con lần đầu tiên vô Zoom, con đến từ San Jose, California. Dạ rất là tri ân. Dạo này mình có rất là nhiều Phật tử đến từ Mỹ ạ, California và các cái quốc và các cái tiểu bang khác. Có nhiều người là nhắn vô base của cô cả một đoạn tin nhắn rất là dài là I'm so appreciate for your drama talking vân vân, nói chung là bạn nghe được pháp thoại bằng tiếng Việt hết luôn á, nhưng mà typing bằng tiếng Anh có vẻ là thuận tiện hơn, cho nên là nhắn rất là nhiều tin nhắn bằng tiếng Anh. Cô hết sức là tri ân quý Phật tử Việt Nam, kiều bào Việt của mình ở nước ngoài, đã sang đến nước ngoài rồi, trái múi giờ rồi mà rất là chịu khó tinh tấn học pháp như vậy. Luôn niệm an lành đến cho quý Phật tử Việt Nam ở khắp năm châu ha, kể cả quý Phật tử đang nghe pháp ở Canada, ở Mỹ, ở Đài Loan, ở Anh, Đan Mạch, có người ở Hà Lan của quý vị. Và dù xa xôi như vậy, quý Phật tử cũng đã bằng cách này hay cách khác đã chuyển tịnh tài một chút xíu, hỗ trợ những cái viên gạch nhỏ để mình xây nên một cái ngôi tam bảo cho người Việt mình ở tại trung tâm thủ đô Seoul. Đây là một cái niềm động viên, một cái sự khích lệ hết sức là lớn lao đối với cô cùng với đạo tràng. Vì ở đây mình rất là non trẻ, rất là nhiều khó khăn, mà được sự trợ duyên của quý Phật tử từ xa như vậy thì bên này quý Phật tử Hàn Quốc cũng cảm thấy rất là ấm lòng, quý Phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc cũng cảm thấy rất là có niềm tin và động lực để vượt qua cái dịch bệnh khó khăn này. Hiện nay ở Mỹ và các quốc gia khác thì vẫn còn chịu cái sự hoành hành của dịch bệnh Covid-19 đúng không ạ? Cho nên mỗi một cái bài pháp thoại, một thời kinh, làm bất kỳ một cái thiện pháp nhỏ lớn gì, cô cũng đều nguyện cầu hồi hướng cái công đức này cho tất cả quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, vượt qua những khó khăn về ngoại cảnh, ngoại duyên, dịch bệnh, và đặc biệt là đồng bào miền Trung của mình đang hứng chịu lũ lụt rất là lớn, thì cô cùng các Phật tử, quý thầy, quý sư cô cũng đang nỗ lực kêu gọi để mà phát mì, bánh, nước suối cho bà con mình, nhất là những ngôi chùa mà bị chìm sâu trong lũ ở miền Trung đợt này. Thì ngày hôm nay cũng không ngoài cái tâm nguyện lành đó, chúng ta dốc lòng hồi hướng hết tất cả công đức lành mình có được trong việc mà chánh niệm nghe pháp thời gian qua, để hồi hướng cho tất cả mọi người, người Việt Nam cũng như người tất cả mọi người trên trái đất này đều được bình an ha, và tiếp cận được có niềm tin với chánh pháp để mà
ngày càng gieo được những cái hạt giống lành cho cái phần đời còn lại và kiếp sau của mình, hoa trái của phước báu sẽ nở ra, sẽ trổ hoa và kết quả, chứ không phải là gieo những cái tham sân si để rồi mình trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi hoài không biết đường ra. Rồi bây giờ mình đã kết thúc, vì hôm nay là ngày cuối cùng của lớp giáo lý bát chánh đạo, nên là mình tổng kết sơ về tám cái chi phần bát chánh đạo vừa qua. Mình có chánh chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, tám cái đúng không ạ? Mình chia ra như vậy được thành tam vô lậu học, đó là giới, định, tuệ, và mình nói rộng ra thêm, đó là một cái nhỏ ở trong phần đạo đế. Vậy thì mình đã học hết tứ diệu đế, từ khổ đế. Cái khổ này mình phải thực thấy, phải thực chứng, phải thực biết. Cái tập đế, cái nguyên nhân của cái khổ này mình cũng phải biết, để chi? Để mình chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau đó. Mình lấy khổ đau đó làm chất liệu để tạo nên bồ đề, tạo nên niết bàn ngay bây giờ và tại đây. Để có cái gì? Diệt đế. Diệt đế là phải chứng. Để mình có gì? Bốn quả thanh văn, có một cái cõi thanh tịnh, mát mẻ, an lành, trái ngược với cái bức tranh đầy tăm tối, phiền não, thù hận, đố kỵ, ganh tị, khổ đau, vùi lấp mình ở trong cái khổ và tập. Và nếu muốn có diệt đế như vậy thì mình đạo đế cần phải gì? Cần phải tu. Cho nên cái tu nó quan trọng nhất, nên Đức Phật nói cuối cùng vẽ ra cho mình một cái bức tranh rất là nhẹ nhàng, rất là bình an, rất là tươi mát. Mà muốn đến được cái đó thì sao ạ? Có con đường chân chánh, bao gồm đạo đế là 37 phẩm trời đạo. Trong đó bát chánh đạo chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều rồi. Quý Phật tử chịu khó nghe lại từ bài tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Xem đây là kim chỉ nam, là con đường, là chất liệu, là thước đo, là cây thang để cho mình từng bước mình kết một cái bè, tự mình bơi qua từ cái bờ giác này, từ cái bến mê này qua bờ giác, là cây thang để tự mình bước lên từng bước một, từ phàm phu cho đến thánh nhân. Đây là con đường mà ngày xưa Đức Phật đã đi, chư tổ của mình đã đi, thầy tổ của mình đã đi, và mình cũng sẽ đi. Không có con đường nào tu tập theo Đức Phật mà vượt ra ngoài bát chánh đạo cả, hay vượt ra ngoài tứ diệu đế cả. Đây là một chân lý chắc thật, vững bền, vượt thời gian, vượt không gian. Quý Phật tử chịu khó nghe lại bài tứ diệu đế là bài tổng quan ha. Vì hôm nay là ngày cuối, mình kết thúc với nhau như vậy. Và hy vọng đây tuy còn có những thiếu sót, tuy còn chưa đầy đủ, nhưng nó phần nào căn bản cung cấp cho quý vị một cái bản đồ, một cái phương pháp để mà thực tập học Phật, hành pháp cho nó đúng đắn trong đời tu của mình. Đặc biệt trong đó có chánh tinh tấn, để mình biết rằng mình không thối chuyển, mình quyết không lui, mình quyết nỗ lực cho tới ngày mình đạt chánh đạo mới thôi, được không quý Phật tử? Chứ không phải hôm nay nghe thì mình vững chãi, hôm sau mình hết học giáo lý là mình nghỉ học luôn, không có. Mình chỉ ngưng lớp giáo lý một thời gian, nhưng cái việc học pháp và hành pháp của quý Phật tử có được ngưng lại không? Không ha. Kính chúc quý Phật tử luôn bồ đề tâm kiên cố và tinh tấn tu học, thuận duyên trong cái việc mà nỗ lực học Phật của mình. Và xin tri ân quý Phật tử, suốt thời gian qua mà mình đã có cái lớp giáo lý này là bắt đầu từ khi mà dịch bệnh bùng phát, đúng không ạ? Từ tháng 3, tháng 2, tháng 3 cho tới bây giờ là tháng 10, trải qua mấy tháng ròng rã, cô trò đi từ cái pháp hội này sang pháp hội khác, từ chánh điện này ra sân vận động, từ công viên này qua sân chùa khác, rồi từ miền Bắc xuống miền Nam. Mình tha nhau đi như vậy mà mình vẫn cố gắng cho hết được hai phần giáo lý bát chánh đạo căn bản và nâng cao. Hết sức là tán thán và tuyên dương công đức của quý Phật tử. Và sắp tới mình sẽ trở lại trong những cái bài giảng tuần tự cho hết quyển Phật học phổ thông. Và nếu quý Phật tử muốn nghe về những đề tài gì thì có thể comment ở trên fanpage của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là có thể bấm theo dõi kênh YouTube của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc để cho các phụng sự viên có thể thống kê lại, và cô cũng biết được là cái nhu cầu nghe pháp của quý Phật tử ở phần nào. Xin rất là tri ân và kính chúc quý Phật tử an lành.